Viên Vịnh Nghi cho thấy góc nhìn từ phía sau Trương Trí Lâm 51 tuổi khoe dáng to. Trương Trí Lâm 51 tuổi ngay từ khi ra mắt đã là nam thần trong lòng mọi người, đồng thời anh cũng là một người chồng được nhiều người yêu quý trong giới. Cách đây vài ngày, vợ của Trương Trí Lâm là Viên Vịnh Nghi đã đăng một bức ảnh lên Weibo để cùng chồng chúc mừng sinh nhật bạn thân, nhưng Trương Trí Lâm trong ảnh bỗng già đi và tóc hoa râm, khác xa với hình tượng nam thần ngày xưa. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người hâm mộ ủng hộ rằng Trương Trí Lâm vẫn sành điệu và quyến rũ. Ngày 22, Viên Vịnh Nghi đã đăng một bức ảnh khác về lưng của Trương Trí Lâm trên Weibo và viết: "Thưa ngài, ngài đang nhìn gì vậy?" Như bạn có thể thấy trong bức ảnh, Trương Trí Lâm đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ và đứng chống nạnh bên cạnh. Bên cửa sổ, thưởng thức phong cảnh, tuy chỉ nhìn được lưng nhưng vẫn có thể thấy anh có dáng người cường tráng, đặc biệt là các đường cơ bắp của cánh tay lộ rõ. Cư dân mạng đã để lại lời nhắn khen ngợi thân hình cân đối của Trương Trí Lâm dù mặc áo ba lỗ vẫn đầy phong cách. Trên thực tế, Trương Trí Lâm, 51 tuổi, từng tiết lộ rằng thể lực của anh ấy đã suy giảm vào năm trước và anh ấy không thể chịu đựng việc quay phim và luyện tập thâu đêm suốt sáng cho các buổi hòa nhạc nữa, vì vậy anh ấy đã lên kế hoạch từ giã màn ảnh trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, Trí Lâm cũng tiết lộ rằng ngay cả khi anh ấy không còn ở phía trước, anh ấy vẫn có thể ở phía sau hậu trường. Anh ấy bày tỏ rằng anh ấy dự định sẽ đầu tư vào các dự án khác nhau trong tương lai và thành lập một công ty sản xuất, áp dụng những gì anh ấy đã học được trong ngành trong những năm qua. Trịnh Tắc Sĩ từng vô địch giải bowling mở rộng và đích thân dạy Trương Trí Lâm và Lữ Lương Vĩ kỹ năng siêu hạng của mình. Trịnh Tắc Sĩ 71 tuổi đã giảm đóng phim đáng kể trong những năm gần đây. Ông mắc bệnh tiểu đường và cần điều trị y tế lâu dài, nhưng ông không bao giờ bỏ cuộc. Gần đây, ông đã trở lại TVB để quay bộ phim truyền hình mới. Cân nặng của anh ấy cao tới 290 pound. Trịnh Tắc Sĩ rõ ràng đã giảm cân rất nhiều, nhưng anh ấy vẫn có tinh thần tốt. Trịnh Tắc Sĩ hóa ra lại là một cao thủ giấu mặt trong thế giới bowling. Mới đây, Lữ Lương Vĩ đã đăng tải một đoạn video ngắn chơi bowling với Trịnh Tắc Sĩ và Trương Trí Lâm, đồng thời viết: "Hôm nay, một vị khách bí ẩn đã được mời đến hiện trường. Như trong phim, ba người họ tụ tập tại sân chơi bowling." Trịnh Tắc Sĩ ăn mặc giản dị đầu tiên kiên nhẫn giải thích, sau đó đích thân chứng minh: "Anh thấy động tác thành thạo, kỹ năng tuyệt đỉnh, còn bình tĩnh sau khi làm việc." Trên thực tế, Trịnh Tắc Sĩ không chỉ có kỹ năng diễn xuất xuất sắc mà còn có kỹ năng chơi bóng xuất sắc. Trước khi vào nghề, anh đã giành chức vô địch giải bowling mở rộng. Trịnh Tắc Sĩ đã dẫn dắt đội ngôi sao giành chức vô địch trong cuộc thi bowling từ thiện năm 2006 và trở thành cầu thủ ghi điểm cao nhất với 600 điểm. Trịnh Tắc Sĩ cũng thích chơi bowling để rèn luyện sức khỏe. Anh chơi bowling 5 ngày một tuần và với chế độ ăn uống lành mạnh, anh đã giảm được 30 cân thành công. Đường Thi Vịnh đã rời TVB hơn nửa năm để sống cuộc sống của một quý cô quý tộc. Vì vậy đừng vội bắt tay vào công việc và tập trung viết kịch bản để trở thành một người phụ nữ tài năng. Nữ hoàng truyền hình 42 tuổi Đường Thi Vịnh rời tổ ấm vào cuối năm ngoái, chấm dứt mối quan hệ gần 20 năm với TVB. Cô chậm lại với công việc và sống một cuộc sống an nhàn. Ngoài việc sống ở Kim Công Nót để quay một chương trình, Đường Thi Vịnh, người vẫn chưa có việc làm, cũng gặp gỡ bạn bè khi rảnh rỗi và thỉnh thoảng đi du lịch khắp nơi. Đường Thi Vịnh, người đã vào nghề 24 năm, luôn sống tiết kiệm, những năm đầu kiếm được rất nhiều tiền, nguồn tài chính không thành vấn đề. Gần đây, Đường Thi Vịnh thỉnh thoảng cùng Huỳnh Thúy Như làm bánh và tham quan các buổi triển lãm nghệ thuật, sống như một quý cô. Mặc dù cô ấy đã tiết lộ rằng cô ấy sẽ quay một bộ phim mới với tư cách là một khách mời, nhưng cô ấy vẫn chưa có thông tin gì. Cô ấy sẽ vượt ra khỏi sân khấu để phát triển trong lĩnh vực sân khấu. Năm ngoái cô ấy tiết lộ rằng cô ấy đã bắt đầu viết kịch bản, nhưng có thể mất một hoặc hai năm để hoàn thành. Có vẻ như Đường Thi Vịnh thực sự rất giàu tiềm lực tài chính, đừng lo lắng về nó. Nói sơ về Đường Thi Vịnh, cô sinh năm 1979. Cô có ngoại hình khả ái, sống mũi cao, mắt to, dễ tạo cảm giác hiền lành. Trong bộ phim thần tượng hiếm hoi của TVB là Kiếm Thuật Tinh Túy, năm 2003, Đường Thi Vịnh đã được khán giả trẻ hâm mộ nhờ vai cao tịnh dễ thương. Có thể nói, cô đã có điểm xuất phát khá thuận lợi. Trong dàn cast của Kiếm Thuật Tinh Túy lúc ấy, chỉ còn mỗi Diêu Tử Linh, Đường Thi Vịnh và Lê Nặc Ý là còn có phim đóng đều cho đến tận bây giờ. Từ sau khúc nhạc Tình Yêu, năm 2006, Đường Thi Vịnh đã bắt đầu quen mặt hơn nhờ liên tục xuất hiện với hình tượng cô em gái tính tình trẻ con,
ham vui nhưng vẫn là người tốt. Cô từng xuất hiện với dạng vai này trong gần 30 tác phẩm mà người ta vẫn không thấy chán, nhưng dù sao cũng coi như dậm chân tại chỗ. Nếu so sánh con đường của Đường Thi Vịnh với Hồ Định Hân hay Dương Di, những thị hậu đều có quá trình phấn đấu leo từ hàng nữ phụ lên ngôi sao hạng A. Rõ ràng Đường Thi Vịnh không có nhiều vai diễn tiêu biểu bằng. Nhiều đồng nghiệp thân thiết trong làng giải trí đều cho biết Đường Thi Vịnh là cô gái mít ướt và yếu đuối, rất mềm lòng, cần được che chở, bảo vệ. Có lẽ yếu đuối và không quá tham vọng là hai tính cách đã khiến cho sự nghiệp của cô ở TVB cứ nửa chìm, nửa nổi. Đường Thi Vịnh xem là thị hậu kém thuyết phục nhất, cũng là thị hậu gây sốc nhất trong lễ trao giải hàng năm hơn 20 năm qua của TVB không phải là không có lý. Nếu như Điền Nhụy Ni được coi có thế mạnh diễn nội tâm, Dương Di diễn vai khóc rất đỉnh, Hồ Định Hân nổi tiếng nhờ hình tượng đã nữ mạnh mẽ, thì Đường Thi Vịnh lại không có dạng vai sở trường nào nổi trội cả. Tháng 9 năm 2022, Đường Thi Vịnh chuẩn bị rời TVB sau gần 20 năm gắn bó với TVB. TVB hy vọng cô sẽ chuyển sang Thiệu Thị Huynh Đệ, công ty chị em của nhà đài. Tuy nhiên, nữ diễn viên 41 tuổi dường như đã có mục tiêu riêng. Chiếc váy bó sát của Cao Hải Ninh khoe vẻ đẹp tròn trịa. Cao Hải Ninh nổi tiếng với thân hình xinh đẹp, vóc dáng chuẩn, cô cũng biết tài năng và lợi thế của bản thân nên không ngại khoe hình ảnh gợi cảm. Cô ấy vừa đã đăng một bức ảnh xinh đẹp và một đoạn video ngắn quay cảnh cô ấy mặc áo dài ôm sát lên Instagram, chia sẻ cuộc sống của mình tại nhà hàng Diên Diên để thưởng thức những món ăn ngon và nhân tiện trao quà. Trang phục của Cao Hải Ninh tôn lên trọn vẹn vẻ đẹp hình thể thanh tú và đường cong của cô, phần sau trông dày dặn nhưng phần trước lại khá bất ngờ. Phía trước váy được thiết kế có dây đan chéo vừa che ngực vừa làm nổi bật vòng ngực vô cùng quyến rũ, dưới có khoét lỗ trái tim càng thêm gợi cảm. Trên thực tế, Cao Hải Ninh đã từng mặc chiếc váy này khi tham gia một sự kiện vào tháng 4 năm nay, và lần này cô ấy mặc chiếc váy này để khoe với người khác. Có thể thấy cô ấy rất thích chiếc váy này, đồng thời nó cũng thể hiện khía cạnh tiết kiệm của cô ấy. Cao Hải Ninh đã độc thân vài năm và không sợ cô đơn trong những năm gần đây, nhưng cô ấy không ảnh hưởng đến tâm trạng của mình vì điều này, thay vào đó cô ấy sống một cuộc sống mãn nguyện hơn. Ngày 31 tháng 7, cô nàng đăng tải loạt ảnh mới lên IG, mặc một chiếc váy trễ vai màu đen kém gợi cảm, vóc dáng cân đối cũng rất bắt mắt. Cao Hải Ninh viết trên Instagram, khi học cách ở một mình, bạn sẽ tìm thấy không gian để tâm hồn trưởng thành và trở về là chính mình. Có thể thấy cô rất hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại. Nhiều cư dân mạng đã để lại lời nhắn bày tỏ sự đồng tình với nhận xét của Cao Hải Ninh, đồng thời ca ngợi nữ thần vì những suy nghĩ tích cực của cô. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.